Muốn làm giàu phải học cách mượn lực chứ không phải tận lực. Kính thưa quý vị và các bạn, tại sao nói người giàu mượn sức, người nghèo bán sức? Muốn trở nên giàu có cần có tư duy mượn lực. Muốn trở nên giàu có và thành công, tư duy mượn lực là vô cùng cần thiết. Khi bạn biết tận dụng nhân tài góp sức cho mình, bạn có thể thành công chỉ với một nửa công sức, bớt phải đi nhiều đường vòng hơn. Người ta thường nói người giàu mượn sức, người nghèo bán sức. Bạn có đồng ý với câu nói này không? Theo quan điểm của tác giả, giữa người giàu và người nghèo quả thực không chỉ tồn tại khoảng cách của cải, mà còn tồn tại khoảng cách về mặt tư duy. Vì sao lại nói như vậy? Có lẽ đọc xong câu chuyện chặt cây này, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời cho mình. Ngày xưa, có một người nghèo tới mức nhiều khi còn không đủ ăn, đủ mặc. Tất nhiên anh cũng tìm cách kiếm tiền nhưng vẫn không thoát khỏi hiện trạng nghèo khó. Vì điều này, anh luôn phàn nàn với người khác về sự bất công của số phận và rằng dù anh có làm việc chăm chỉ cả ngày tới đâu thì cũng vẫn không thể kiếm được nhiều tiền. Một hôm, anh đến một ngôi chùa, muốn cầu Phật cho mình giàu có. Anh than thở với Đức Phật rằng tại sao những người nghèo như chúng con, dù rất vất vả mỗi ngày nhưng vẫn chỉ đủ ăn uống. Còn những người giàu có lại vui vẻ cả ngày, không cần làm việc chăm chỉ mà vẫn ăn sung mặc sướng. Thật là bất công. Nghe thấy người nghèo oán than, Đức Phật hỏi, vậy người cảm thấy phải như nào thì mới công bằng? Người nghèo dường như thấy được một tia hy vọng, vội vã đáp, nếu có thể cho con và người giàu xuất phát ở cùng một vạch xuất phát, làm những công việc giống nhau, con nghĩ chắc chắn mình sẽ kiếm được nhiều hơn họ. Đức Phật nghe xong gật đầu, cười nói, được thôi, vậy ta cho các người thời gian một tháng. Nhưng người phải đồng ý với ta một chuyện. Nếu kết quả không giống như người nghĩ, người bắt buộc phải chấp nhận nó mà không bao giờ được kêu ca phàn nàn nữa. Người nghèo ngay lập tức đồng ý. Vừa dứt lời, Đức Phật biến một người giàu thành người nghèo y hệt như người nghèo kia, cho họ mỗi người một mảnh rừng giống hệt nhau và lập ra quy định, bắt buộc phải chặt hết cây trong vòng một tháng. Cây chặt ngày nào có thể đem đi bán lấy tiền ngày đó. Cứ như vậy, người giàu và người nghèo bắt đầu chặt cây. Nhưng ở bên khu rừng lại là hai cảnh tượng vô cùng khác nhau. Người nghèo từ lâu đã quen làm những công việc nặng nhọc. Với anh, việc chặt cây đơn giản như cắt miếng bánh ăn vậy. Chẳng mấy chốc anh đã đốn được rất nhiều cây, chất lên xe tải chở ra chợ bán lấy tiền. Sau khi kết thúc công việc hàng ngày, người nghèo sẽ mua rất nhiều thức ăn ngon để đãi mình và cũng thường đến các quán rượu để xả hơi. Người giàu chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, cứ làm một lúc lại nghỉ, mồ hôi nhễ nhại. Đến tối, người giàu cũng chỉ chặt nửa xe cây đưa ra chợ bán. Người giàu sẽ chỉ tiêu một phần nhỏ của số tiền để mua thức ăn và giữ lại phần còn lại. Sau vài ngày như thế này, một ngày nọ, người nghèo vẫn đi rất sớm để chặt cây. Còn người giàu thì đi tới khu chợ đông đúc gần đó. Một lúc sau, anh đưa về hai người đàn ông quần áo rách rưới tới khu rừng của mình. Họ không nói lời nào, lập tức bắt tay vào giúp người giàu chặt cây. Trong khi người giàu thì đứng bên cạnh quan sát. Hai người đàn ông to khỏe, dưới sự chỉ huy của người giàu, chỉ trong vài giờ đã chặt mấy xe cây. Người giàu mang cây ra chợ bán, rồi lại thuê thêm một vài người nữa tới chặt cây cho mình. Cuối ngày, ngoài tiền công cho người chặt cây, người giàu còn có tiền mua bánh bao, số còn lại để dành dụng. Chớp mắt, thời hạn một tháng trôi qua, kết quả có lẽ ai cũng có thể tưởng tượng được. Người nghèo chỉ chặt được 1/3 số cây trong rừng. Số tiền kiếm được hàng ngày anh đều dùng để tự thưởng cho bản thân, mua đồ ăn thức uống, căn bản không còn lại gì. Người giàu thì ngược lại, với sự giúp đỡ của những người khác, anh đã chặt hết cây trong rừng, tiết kiệm được rất nhiều tiền, thậm chí còn dùng tiền để thực hiện nhiều vụ làm ăn buôn bán khác, và chẳng mấy chốc tiền cứ thế đẻ ra tiền. Sau cùng thì người giàu vẫn cứ là người giàu. Quý vị thân mến, qua câu chuyện trên, bạn có suy nghĩ gì? Hầu như ai cũng muốn làm giàu và thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Vì vậy,
đại đa số mọi người đều sẽ vì tiền mà làm việc. Nếu gặp may, thuận buồm xuôi gió, bạn có thể thay đổi hiện trạng một cách suôn sẻ và thực hiện được ước mơ làm giàu. Nhưng không phải ai cũng có được may mắn này. Nhiều người chỉ biết chăm chỉ làm việc, nhận những đồng lương cố định, nhìn người khác làm giàu, rồi oán than số phận bất công, đổ lỗi cho người khác. Thực tế, không khó để nhận thấy trong cuộc sống, trong cùng một điều kiện, người nghèo luôn chỉ biết lao vào kiếm tiền, tiêu hết rồi lại lao vào kiếm tiền, và cuối cùng, họ vẫn không kiếm được bao nhiêu. Người giàu thì khác, ban đầu họ cũng sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nhưng họ không chỉ biết tích lũy, mà còn có tư duy đi mượn lực từ bên ngoài, biết mượn công sức của người khác để kiếm tiền, thậm chí là đi vay tiền của người khác để kiếm tiền. Con đường kiếm tiền càng nhiều, tiền tự nhiên sẽ ngày càng nhiều. Vì vậy, nếu muốn trở nên giàu có và thành công, tư duy mượn lực là vô cùng cần thiết. Khi bạn biết tận dụng nhân tài góp sức cho mình, bạn có thể thành công chỉ với một nửa công sức, bớt phải đi nhiều đường vòng hơn. Sống chậm lại để về đích nhanh hơn, dại dột bung hết sức từ đầu, bạn sẽ là kẻ đầu tiên ngã quỵ ngay trước vạch đích. Một cái xe chạy quá nhiều và nhanh sẽ sớm hết xăng và không thể tiếp tục chặng đường của mình. Bạn cũng chẳng thể thành công nếu bung hết sức từ sớm để rồi ngã quỵ ngay trước vạch đích. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta luôn được dạy rằng phải chạy nhanh nhất có thể, hoặc là nỗ lực hết mình hoặc không là gì cả. Đây là một quan niệm cần linh hoạt vận dụng, không nên dập khuôn máy móc. Thế nhưng thái độ được ăn cả, ngã về không này lại là thứ đang điều khiển cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta muốn hoàn thành mọi thứ ngay lập tức. Chúng ta muốn dành tối đa sức lực của mình cho công việc. Đôi khi chúng ta nghĩ đó là một điều đúng đắn, cho đi tất cả và sử dụng đến từng giọt năng lượng cuối cùng. Để rồi sau đó, chúng ta cảm thấy mình mệt mỏi, kiệt quệ và chẳng còn tâm trí nào để làm việc dù chỉ một ngày. Tôi cũng thường rơi vào tình trạng như thế. Có lúc tôi bắt gặp mình chạy thật nhanh, thật xa hết mức có thể, sẵn sàng đẩy bản thân tới giới hạn cực hạn để đạt được thành tích cao nhất. Và quả thực là tôi đã đạt được mục tiêu đề ra, nhưng là mục tiêu ngắn hạn. Tôi miệt mài chạy cả quãng đường dài chỉ để cảm thấy tuyệt vời vào lúc ấy. Nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi lại cảm thấy mỏi cơ, cứng khớp và chẳng thể tiếp tục chạy trong một tuần tới. Có những lúc nhận dự án lớn, tôi lại lao đầu vào làm việc để đi trước một bước. Tôi viết cả ngày lẫn đêm cho đến khi không thể thì thôi. Rốt cuộc, tôi cũng hoàn thành xong công việc một thành quả ngắn hạn để đổi lấy sức cùng lực kiệt. Ngày hôm sau, chắc chắn tôi sẽ dậy muộn trong trạng thái uể oải và chẳng còn tâm trí đâu để bắt tay vào công việc tiếp theo. Tôi không phải là người duy nhất như vậy. Ai cũng có lúc rơi vào tình trạng thế này. Dù là lên kế hoạch kinh doanh, phấn đấu để được thăng chức hay chạy 5.000m, chúng ta cũng không thể chờ đợi nổi. Chúng ta háo hức muốn hoàn thành mọi thứ càng nhanh càng tốt. Và kết quả là chúng ta sử dụng hết năng lượng của mình ngay từ ban đầu và đành phải bỏ cuộc sớm vì kiệt sức. Chúng ta chạy hết tốc lực ngay từ vạch xuất phát, để rồi lại hết xăng trước khi đi được tới nơi mình cần đến. Giải pháp duy nhất cho bạn là hãy luôn đặt mình trong trạng thái thèm muốn. Nghệ thuật của sự kiềm chế. Thời gian là hữu hạn. Khi tìm thấy động lực, đương nhiên chúng ta sẽ muốn tận dụng nó hết mức có thể, bằng cách cố gắng làm mọi thứ. Vấn đề là làm như vậy đôi khi sẽ phản tác dụng. Nỗ lực hết mình trong một khoảng thời gian ngắn có thể khiến bạn làm việc không hiệu quả về lâu dài. Chúng ta thúc ép bản thân quá mức, đến nỗi chẳng còn sức lực mà tiếp tục vào ngày hôm sau. Cứ nhìn vào hai ví dụ này và bạn sẽ hiểu. Một người mới tập cử tạ đăng ký một khóa tập tại phòng gym. Thời gian đầu, anh ta chỉ nâng những quả tạ nhỏ, rồi dần dần nâng khối lượng lên mỗi tuần. Sau một tháng, phấn khởi với thành tích mình đạt được, anh ta quyết định nâng nhiều quả tạ hơn, với tốc độ nhanh hơn. Anh ta lại đến phòng tập, lần này nâng những quả tạ nặng hơn và ép bản thân vượt qua mọi giới hạn, đến mức toàn bộ cơ bắp đều mỏi nhừ. Để rồi, khi thức dậy vào sáng hôm sau trong đau đớn, anh ta mới biết mình bị rách cơ ngực và sẽ không thể tập gym trong một tháng tới. Hoặc một cô sinh viên nọ đang trong quá trình ôn thi,
Cô luôn dậy từ tờ mờ sáng và dành 8 tiếng mỗi ngày để học, cứ như vậy trong suốt một tuần. Và đến cuối tuần, cô kiệt sức. Cô dành toàn bộ 2 ngày thứ bảy và chủ nhật để đi uống với bạn bè, ăn vặt và xả đống stress vốn tích tụ từ 5 ngày trước. Để rồi, khi thức dậy vào sáng thứ hai, cô chẳng còn chút năng lượng nào, không thể tập trung hay làm việc gì. Giá như hai người họ nỗ lực từ từ và dàn trải năng lượng, những gì họ nhận được sẽ còn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, dường như chúng ta chẳng bao giờ chịu làm điều đó. Hãy luôn đặt mình trong trạng thái thèm muốn. Khi đối mặt với deadline, bạn có chia nhỏ công việc ra để làm dần dần hay dồn hết tới phút cuối? Khi nhìn vào danh sách những việc cần làm, bạn thực hiện từng nhiệm vụ một hay cố làm nhiều thứ cùng lúc? Khi tập thể dục, bạn cố gắng có chừng mực hay tìm cách để phá vỡ mọi giới hạn của bản thân? Bằng cách đặt ra những câu hỏi này, bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta đều hành động giống nhau. Chúng ta nghĩ thế là hay, nhưng đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta bỏ cuộc từ sớm. Bạn có thể nỗ lực hết mình ngay bây giờ, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi bạn không còn đủ sức để tiếp tục làm việc vào ngày mai hay ngày hôm sau? Đây liệu có phải là con đường vững chắc để đạt được mục tiêu lâu dài? Ngày nào đó chúng ta sẽ phá kỷ lục, để rồi sau đó chúng ta còn chẳng bò nổi ra khỏi giường. Liệu sử dụng từng chút một năng lượng có khiến bạn làm việc hiệu quả hơn, hạnh phúc hơn và ít căng thẳng hơn không? Câu trả lời là có. Kiềm chế không hề dễ dàng, nhưng là việc cần thiết. Nếu không biết kiềm chế bản thân, bạn sẽ chẳng còn tí năng lượng nào để tiếp tục. Leo Babauta đã từng nói, hãy làm ít thôi và để dành số còn lại. Tận hưởng những điều ít ỏi sẽ khiến chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ, thay vì chạy nhanh hết mức có thể, tôi quyết định chạy với 70% sức lực của mình. Tôi sẽ để dành chút năng lượng còn lại trong bình để có thể tiếp tục chạy vào ngày mai và cả ngày hôm sau nữa. Khi gặp deadline hay dự án mới, tôi sẽ không chờ nước đến chân mới nhảy, mà chia nhỏ việc ra và dành vài tiếng mỗi ngày để làm. Hãy luôn đặt mình trong trạng thái thèm muốn. Càng làm ít, bạn sẽ càng để dành được nhiều hơn. Bạn sẽ gặt hái những thành quả về lâu dài thay vì vắt kiệt bản thân trong thời gian ngắn. Đừng bung hết sức ngay từ ban đầu, vì sẽ chẳng còn lại gì để bạn nỗ lực tiếp trong tương lai. Làm ít thôi, và luôn đặt mình trong trạng thái thèm muốn tiến lên. Quý vị thân mến, thành công là mượn lực chứ không phải tận lực. Ai cũng muốn thành công, nhưng đồng thời lại cũng cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm. Một cậu bé phải chuyển một tảng đá ở trong vườn đi ra chỗ khác. Người cha ở bên cạnh khích lệ, con trai, chỉ cần con cố gắng hết sức, con nhất định sẽ chuyển được tảng đá. Nhưng tảng đá quá nặng, cuối cùng cậu bé vẫn không thể chuyển đi được. Cậu nói với cha của mình, tảng đá nặng quá, con đã cố gắng hết sức rồi. Người cha nói, con vẫn chưa cố gắng hết sức mình. Cậu bé không hiểu. Người cha mỉm cười nói, bởi vì ba ở bên cạnh nhưng con vẫn chưa nhờ ba giúp đỡ. Thực ra, có thể làm được một việc gì đó hay không, ai quy định là chỉ được dùng sức của một mình. Rất nhiều người thành công không phải vì năng lực của họ, mà là bởi họ có thể huy động cho mình nhiều nguồn lực hơn. Chúng ta cũng gọi đó là mượn lực. Người bình thường học kết luận của người khác, bị mắc kẹt trong kết luận đó, sống dưới cái bóng của người khác. Người thành công học hỏi tư duy của các thủ lĩnh khác, rồi biến chúng thành tư duy của chính họ, đồng thời xây dựng một bản thân mạnh mẽ hơn. Thư viện Anh là một thư viện nổi tiếng của thế giới, bên trong có chứa một lượng sách vô cùng phong phú. Có một lần, thư viện muốn di rời sang một thư viện mới. Kết quả sau khi tính ra tiền vận chuyển thì thấy tốn rất nhiều tiền, họ không có đủ nhiều tiền như vậy. Vậy phải làm sao? Có một người đã đưa ra một chủ ý cho người điều hành thư viện. Thư viện đăng một quảng cáo lên các trang báo nói rằng, từ ngày hôm nay, mỗi một công dân có thể mượn miễn phí 10 cuốn sách của thư viện. Kết quả, rất nhiều người dân đã đến thư viện mượn sách, chưa được mấy ngày, số sách trong thư viện đã được mượn hết sạch. Sách mượn rồi thì trả ra sao? Mọi người sẽ đem sách đến trả tại thư viện mới. Cứ như vậy, thư viện đã mượn sức người dân mà chuyển được sang nhà mới.
Cách mà thư viện sử dụng chính là minh chứng rõ nét nhất cho câu bốn lạng đẩy ngàn cân. Cho đi, đôi khi cũng là mượn lực. Mượn lực không chỉ là một loại năng lực, mà nó còn là một loại dũng khí, một loại trí tuệ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ. Muốn làm giàu phải học cách mượn lực, chứ không phải tận lực. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.